Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự 9h30 phút của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, thống kê đến 7 giờ sáng ngày hôm nay 17 tháng 9, hoàn lưu cơn bão số 3 đã gây ra thiệt hại về kinh tế trên địa bàn tỉnh Lào Cai là trên 6.640 tỷ đồng. Cùng với thiệt hại lớn về người, công tác khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra vẫn đang được các cấp, các ngành, các địa phương khẩn trương triển khai. Đến nay, 69 trên 71 vị trí ách tắc sạt lở, hư hỏng mặt đường trên các tuyến quốc lộ 4, 4D, 4E, 279 đã được khắc phục. Còn lại 2 vị trí đang tiếp tục được xử lý, đảm bảo giao thông bước 1. Tỉnh lộ 151-162 có 10 điểm ách tắc, đã khắc phục 2 điểm. Toàn tỉnh vẫn còn 72 thôn, 16 xã, các phương tiện giao thông chưa đi lại được bình thường do sạt lở gây ách tắc giao thông. Trên địa bàn tỉnh còn xã A Lù, huyện Bát Sát, xã Bản Liền, huyện Bắc Hà và một số thôn chưa đóng điện trở lại. Do một số tuyến giao thông vẫn bị ách tắc, một số cột điện, tuyến cáp bị gãy, đứt, chưa tiếp cận được. Phần lớn các công trình cấp nước tại các địa phương đang dừng hoạt động. Nguồn nước dùng sinh hoạt của nhân dân bị gián đoạn và thiếu trên diện rộng, hiện đang được khẩn trương khắc phục. Chiều ngày 16 tháng 9, đồng chí Giảng Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tới thăm và tặng quà nhân dân xã Bản Phố và Thải Giáng Phố, huyện Bắc Hà. Tại những điểm đến thăm tặng quà, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Giang Thị Dung đã chia sẻ trước những thiệt hại của người dân bị ảnh hưởng do hoàn lưu cơn bão số 3 gây ra. Đồng chí mong muốn các gia đình phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, phấn đấu vượt qua những khó khăn để ổn định cuộc sống. Tại xã Bản Phố, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao 66 suất quà. Mỗi suất quà gồm chăn màn, quần áo và một số vật dụng thiết yếu cùng 500.000 đồng. Tại xã Thải Giáng Phố, trao 77 suất quà và 1 tấn gạo cho 77 hộ dân phải di rời ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở tới nơi ở mới. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Hà cho biết, tính đến 11 giờ ngày 16 tháng 9 năm 2024, huyện Bắc Hà có 23 người chết, 11 người mất tích, 19 người bị thương, thiệt hại 719 nhà ở, di chuyển 1.094 hộ với 4.486 nhân khẩu. Trên địa bàn huyện, hiện có 7 điểm đang được sắp xếp sinh hoạt ăn ở tập trung. 157 tuyến đường giao thông, 22 công trình thủy lợi bị sạt lở. Ước tổng thiệt hại sơ bộ do thiên tai gây ra đến nay là hơn 500 tỷ đồng. Chia sẻ với những khó khăn của huyện Bắc Hà, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, các tổ chức đoàn thể và nhân dân địa phương tiếp tục đẩy mạnh khắc phục cơ sở vật chất, dọn dẹp, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng thiệt hại bởi mưa lũ. Đồng chí Giàng Thị Dung cũng lưu ý địa phương quan tâm công tác giáo dục, đảm bảo các điều kiện để học sinh nhanh chóng ổn định học tập. Ngày 16 tháng 9, tỉnh đoàn, hội đồng đội tỉnh, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Lào Cai phối hợp với các đơn vị cá nhân tổ chức chương trình Tết Trung Thu, lồng đèn thắp sáng ước mơ năm 2024 cho hơn 500 học sinh trường tiểu học và mầm non xã Hợp Thành, thành phố Lào Cai và trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Cốc Lầu, huyện Bắc Hà. Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, gia đình nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại nặng nề, nên năm nay, Tết Trung Thu tại các địa phương hầu như không tổ chức mà chuyển kinh phí hỗ trợ vùng bị thiệt hại. Tuy nhiên, với hình thức phù hợp như trao quà, tặng học bổng, đồ dùng học tập, tỉnh đoàn, hội đồng đội tỉnh, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh phối hợp với một số đơn vị, nhà tài trợ đã tổ chức chương trình trao quà Trung Thu, lồng đèn thắp sáng ước mơ tại một số địa bàn khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, ảnh hưởng lũ lụt nhằm động viên, chia sẻ với mong muốn các em sớm vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập. Tại chương trình, các đơn vị trao 100 suất học bổng, mỗi suất trị giá 200.000 đồng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, 460 suất quà gồm nhu yếu phẩm, đồ dùng học tập, 50 thùng sữa, 15 thùng mì tôm và cháo, 40 kiện nước lọc, 100 kg gạo. Ngày 16 tháng 9, Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh trao tặng 3.000 suất bánh Trung Thu cho Liên đoàn Lao động thành phố Lào Cai. Thông qua hoạt động này nhằm chia sẻ, động viên các em học sinh và các gia đình công nhân viên chức lao động bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 3. Sau khi tiếp nhận trao tặng, Liên đoàn Lao động thành phố đã phân bổ 2.700 suất bánh tới các trường học trên địa bàn. 300 suất dành cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động và con em các gia đình bị ảnh hưởng bão lũ. Nhân dịp này, đoàn công tác cũng đã trực tiếp thăm hỏi, trao các suất quà Trung Thu cho các em nhỏ ở trường tiểu học Hợp Thành, động viên các em nỗ lực, cố gắng vươn lên trong học tập. Chiều ngày 16 tháng 9, Trường Trung học Cơ sở và Trường Tiểu học Khánh Yên, huyện Văn Bản tổ chức chương trình Trung Thu chia sẻ yêu thương với các bạn vùng thiên tai. Tại chương trình, các em được thông tin về tình hình thiệt hại do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3 trên địa bàn tỉnh và huyện.
Tiếp đó, các em học sinh ủng hộ các bạn học sinh và nhân dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai được hơn 400 cuốn vở, bút, 8 bộ sách giáo khoa cùng nhiều đồ dùng học tập khác, 100 bộ quần áo, giày dép và hơn 25 triệu đồng tiền mặt. Trước đó, giáo viên và học sinh hai nhà trường đã ủng hộ hơn 33 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều nhu yếu phẩm, đồ dùng cho nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Dịp này, lãnh đạo huyện Văn Bàn đã trao tặng quà trung thu, tiền hỗ trợ cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có gia đình chịu ảnh hưởng thiệt hại do thiên tai của hai nhà trường. Ủy ban Nhân dân huyện Bát Sát đã quyết định dừng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa thể thao trong chuỗi sự kiện lễ hội mùa thu Bát Sát năm 2024 để tập trung vào công tác phòng chống lụt bão, khắc phục thiên tai. Do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 gây sạt lở đất đá nghiêm trọng, các tuyến tỉnh lộ bị sạt lở, giao thông chia cắt, cần tập trung nguồn lực khắc phục hậu quả và hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn. Ủy ban Nhân dân huyện Bát Sát quyết định dừng không tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội mùa thu Bát Sát năm 2024, chưa tổ chức, bao gồm giải đua xe đạp địa hình đi giữa biển mây LCC8, giải leo núi chinh phục đỉnh Lào Thần lần thứ 7, giải chạy bộ khám phá đường đá cổ Pavi lần thứ nhất trong năm 2024. Thưa quý vị, cùng với Bảo Yên, Bắc Hà, Sapa thì huyện Bát Sát cũng chịu thiệt hại nặng nề bởi hoàn lưu cơn bão số 3. Đặc biệt, vụ sạt lở đất vào ngày 9 tháng 9 vừa qua đã cướp đi 7 sinh mạng trong 2 gia đình ở thôn Phìn Trải 2, xã A Lù. Cùng với việc nhanh chóng khắc phục khó khăn do giao thông bị chia cắt, mất thông tin liên lạc, công tác chỉ đạo tìm kiếm nạn nhân mất tích, ổn định cuộc sống của người dân cũng đang được triển khai quyết liệt. Đây là dấu tích của hai ngôi nhà ở thôn Phìn Trải 2. Giờ chỉ còn là một đống đổ nát. Sau rất nhiều nỗ lực tìm kiếm của lực lượng cứu hộ, chính quyền và người dân địa phương, thi thể của 7 nạn nhân đều đã được tìm thấy. Rất là buồn, không có chỗ ở, à, không biết phải làm thế nào luôn. Và có hai đứa em trai đấy là chưa biết về phải xây sống như thế nào. Cùng với động viên chia sẻ với những đau thương mất mát của các gia đình, huyện Bát Sát yêu cầu cấp ủy chính quyền địa phương khẩn trương tìm quỹ đất, di chuyển hai hộ gia đình bị nạn và các hộ gia đình bị ảnh hưởng đến nơi an toàn, giúp đỡ các hộ sớm ổn định lại cuộc sống. Hiện tại thì cấp ủy chính quyền cũng đã phối hợp với lại hai gia đình và cũng đã cử đồng chí địa chính và đồng chí phó chủ tịch của ban nhân xã phụ trách về cái mạng lĩnh vực đất đai. Và hiện nay là cũng đã cùng với lại hai hộ gia đình đang tìm cái vị trí đất ở để cho hai hộ gia đình. Theo thống kê sơ bộ, trong trận mưa lũ vừa qua, toàn xã A Lù có trên 30 ngôi nhà bị hư hỏng, 7 người chết, nhiều thôn bị chia cắt và hơn 240 hộ có nguy cơ sạt lở phải di dời. Hiện một số thôn ở A Lù vẫn đang bị cô lập. Công tác thống kê khắc phục thiên tai đang được tiếp tục. Trước mắt, ưu tiên sửa chữa tạm thời các tuyến đường để đảm bảo tất cả các hộ dân đều có lương thực, thực phẩm cơ bản và đón học sinh đến trường. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, các công trình hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề. Với những nỗ lực khẩn trương khắc phục, đến nay 100% số xã phường, thị trấn bị mất sóng di động đã khắc phục, có thể kết nối viễn thông ít nhất một nhà mạng. Theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông, ước tổng thiệt hại do thiên tai gây ra đối với ngành thông tin truyền thông trên 72 tỷ đồng. Đến nay mạng viễn thông đã khắc phục được phần lớn các trạm phát sóng. Trong đó có các xã điểm nóng như Phúc Khánh, Trung Lèng Hồ, A Lù, Bản Cái, Nậm Lúc, Nậm Khánh. Đến tối 15 tháng 9, Tân Tiến là xã cuối cùng bị mất sóng của cả 3 nhà mạng, cũng đã chính thức có sóng di động. Hiện nay, công tác khắc phục vẫn đang tiếp tục được thực hiện. Toàn tỉnh hiện còn 29 tuyến cáp truyền dẫn, 40 trạm BTS cần ứng cứu. Đến nay, 100% số xã phường thị trấn bị mất sóng di động đã được khắc phục, có thể kết nối viễn thông ít nhất một nhà mạng. Thành phố Lào Cai, Bảo Thắng, Mường Khương, Sapa, Văn Bàn, Simacai khắc phục xong toàn bộ các trạm phát sóng. Sau hoàn lưu bão, nhiều tuyến phố, khu dân cư trên địa bàn thành phố Lào Cai cũng ngập sâu trong bùn đất và rác thải. Không kể ngày đêm, các lực lượng và người dân đang cùng chung tay dọn dẹp, vệ sinh môi trường, trả lại mỹ quan cho đô thị thành phố. Bờ kè chợ Kim Tân trên suối Ngòi Đum, mưa lũ đi qua để lại khối lượng lớn bùn đất và rác thải, nhưng giờ đã phong quang, sạch sẽ nhờ sự vào cuộc tích cực của lực lượng chức năng và người dân thành phố. Hoạt động buôn bán của các tiểu thương tại khu vực chợ Kim Tân đã trở lại bình thường. Chị em phụ nữ đi dọn vệ sinh môi trường để sạch sẽ khu dân cư và các hỗ trợ các tổ khác. Tôi cũng mong muốn là sau có thêm được bà con nhân dân tham gia cái vệ sinh môi trường
và khắc phục cái hậu quả của mưa lũ để lại. Chúng tôi cũng đã ban hành công văn khẩn để chỉ đạo các tổ dân phố trên địa bàn phường Kim Tân huy động lực lượng nhân dân trên địa bàn phường để tổng vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn phường và khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3. Trong đó cũng giao cho các tổ dân phố phối hợp với ban quản lý chợ và các khu dân cư để thu gom bùn đất, rác thải trên toàn địa bàn phường. Trong hoàn lưu cơn bão số 3 vừa qua, toàn thành phố có 51 tuyến đường nội thành bị ngập úng, có những nơi ngập sâu trên 3 mét. Nước rút đã để lại lớp bùn dày khoảng 50 đến 70cm cùng nhiều rác thải. Ngay sau khi nước rút, thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương, khu dân cư huy động tổng lực vệ sinh môi trường, giải phóng mặt đường, đảm bảo giao thông thông suốt, nhanh chóng ổn định đời sống cho người dân. Công ty cổ phần môi trường đô thị tỉnh Lào Cai đã huy động toàn bộ cái xe máy thiết bị và nhân lực tối đa nhất để phục vụ cho công tác nạo vét bùn sau khi mà nước trên sông Hồng đã được rút để vận chuyển rác, đất đá để mang đi khu xử lý. Dọc hai bên sông Hồng của thành phố và các khu vực ngập úng thì hiện tượng phù sa bồi lắng rất là dày. Phòng đô thị đã tham mưu thành phố có huy động vào cuộc của các doanh nghiệp xử lý các cái bùn lắng trên các tuyến đường để đảm bảo giao thông thông suốt. Thành phố xác định tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân trong công tác vệ sinh môi trường trên các tuyến phố và các khu dân cư để trả lại mỹ quan cho đô thị, nối lại hoạt động sản xuất kinh doanh, đưa cuộc sống trở lại bình thường sau mưa lũ. Chuyển sang những thông tin thời sự trong nước, tính đến 17 giờ ngày 16 tháng 9, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương đã tiếp nhận tổng số tiền ủng hộ là 1.236 tỷ đồng. Từ số tiền tiếp nhận được và căn cứ vào tình hình thiệt hại của các địa phương, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương đã quyết định phân bổ hỗ trợ đợt 2 đến các địa phương với tổng số tiền là 650 tỷ đồng. Như vậy, sau cả hai đợt, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương đã phân bổ tổng số tiền là 1.035 tỷ đồng. Riêng tỉnh Lào Cai, số tiền được phân bổ là 180 tỷ đồng, trong đó đợt 1 là 30 tỷ đồng, đợt 2 là 150 tỷ đồng. Ban Vận động Cứu trợ Trung ương tiếp tục cập nhật và công khai danh sách các tổ chức cá nhân ủng hộ trên các phương tiện thông tin đại chúng. Khoảng 20 giờ 10 phút ngày 16 tháng 9, tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đã xảy ra một vụ sập cống chui dân sinh thuộc tuyến cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang. Thông tin ban đầu, đây là sự cố sập giàn giáo khi đang đổ bê tông thi công cống chui dân sinh tại thôn Khe Đảng, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Sự cố khiến một công nhân bị thương. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, đơn vị thi công và nhân dân địa phương đã hỗ trợ tìm kiếm, đưa nạn nhân đi cấp cứu. Lực lượng chức năng cũng sớm có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc. Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, nhiều cơ sở khám bệnh chữa bệnh của các tỉnh thành bị ảnh hưởng và hư hại. Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, bệnh viện thuộc các trường đại học y, dược và bệnh viện tại các tỉnh, thành phố khác có điều kiện về chuyên môn, không bị ảnh hưởng bởi bão lụt, sẵn sàng chi viện, thành lập đoàn công tác để tăng cường nhân lực, điều trị và phòng chống dịch bệnh cho các bệnh nhân tại các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng trong trường hợp cần thiết. Hỗ trợ kết nối hội chẩn khám chữa bệnh từ xa, tiếp nhận người bệnh. Đối với các bệnh viện cơ sở y tế tại các vùng bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, không thu viện phí các khoản không được bảo hiểm y tế thanh toán đối với các nạn nhân theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Chuyển sang những thông tin thời sự quốc tế, chính phủ Argentina cho biết sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách thắt lưng buộc bụng và kỷ luật tài chính để đưa mức thâm hụt ngân sách về không vào cuối năm sau. Theo dự thảo ngân sách, Tổng thống Milei đặt mục tiêu sẽ cắt giảm 60 tỷ đô la Mỹ dành cho các địa phương để đưa chi tiêu công xuống mức tương đương 25% tổng sản phẩm quốc nội GDP. Ngoài ra, chính phủ sẽ nỗ lực kéo giảm lạm phát xuống còn 18,3% và phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế 5% trong năm sau. Tổng thống Milei cho biết, ông sẽ phủ quyết mọi đề xuất, dự thảo hay kế hoạch làm ảnh hưởng tới mục tiêu ngân sách, đồng thời tăng cường minh bạch tài chính và trách nhiệm giải trình trong sử dụng tiền đầu tư công. Theo các cơ quan dự báo thời tiết Trung Quốc, bão Pulasan có thể có hướng di chuyển tương tự như Bebinca, nhưng do có sự tác động của không khí lạnh từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9, nên chuyển động của cơn bão mới sẽ khó dự báo. Trước đó, bão Bebinca, cơn bão số 13 trong mùa bão Thái Bình Dương năm nay, đã tấn công Thượng Hải vào sáng 16 tháng 9, gây gió giật và mưa lớn ở siêu đô thị miền đông Trung Quốc.
Theo tin báo mới nhất của Taiwan News, dự báo bão Pulasan sẽ có đường đi tương tự bão Bibinca. Lúc 2 giờ sáng ngày 16 tháng 9, Pulasan nằm cách Eulanbi, cực nam Đài Loan, Trung Quốc, 2.650 km về phía đông đông nam. Theo cơ quan khí tượng Đài Loan, Trung Quốc, CWA, bão Pulasan dự kiến tiến gần Đài Loan nhất vào ngày 19 tháng 8. Nhà chức trách các nước ở khu vực Trung và Đông Âu cho biết ít nhất 17 người đã thiệt mạng do ảnh hưởng của bão Boris, trong khi nhiều khu vực phải chịu cảnh mất điện và cô lập. Cụ thể, theo số liệu mới nhất, bão Boris đã cướp đi sinh mạng của 7 người ở Romania, 4 người ở Ba Lan, 3 người ở Áo và 3 người ở Cộng hòa Séc. Tại Ba Lan, lũ lụt do ảnh hưởng của bão đã gây ngập nhiều thành phố, buộc 2.600 người phải sơ tán trong 24 giờ qua. Chính phủ Ba Lan cho biết sẽ viện trợ khoảng 260 triệu đô la Mỹ hỗ trợ các nạn nhân bị ảnh hưởng. Trong khi đó, chính phủ Hungary đã triển khai hơn 350 binh sĩ để xây dựng rào chắn lũ do nước sông Danube và các con sông trong lưu vực có nguy cơ dâng cao. Thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.